Chào xí soạn. Chào baby. Bạn có khỏe không? Mình rất là khỏe, cảm ơn bạn. Ôi, hôm nay bạn đi đâu thế này? Mình tới tiệm tóc của bạn, lại còn hỏi nữa. Đương nhiên là mình muốn làm tóc rồi. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Bây giờ bạn muốn mình làm gì cho bạn nè? Mình muốn tóc của mình dài hơn và màu sắc mình muốn thay đổi một chút xíu. Bởi vì màu vàng này tóc mình đã sử dụng lâu rồi, mình muốn thay đổi đó. À, đơn giản mà. Mời quý khách ngồi xuống ghế, tôi sẽ phục vụ quý khách. Cảm ơn bạn baby à. Nhưng mà trước tiên mình sẽ gội đầu cho bạn nhé. Ô, không cần đâu, mình muốn dưỡng tóc luôn. Tại vì là mình vừa mới gội đầu ở nhà rồi mới tới đây đó. Ôi, ok, không vấn đề gì. Mời bạn ơi, xí soạn à, mình sẽ làm cho bộ tóc của bạn trở nên thật là nhiều màu sắc nha. Mình sẽ chọn cho bạn đầu tiên đó là tóc màu hồng. Mình sẽ nhuộm tóc cho bạn. Wow, đẹp quá, đẹp lắm xí xào ơi. Tại sao bạn lại đứng với mình để mình làm cho bạn đẹp lên như vậy chứ? Rồi, mình vừa mới hoàn thành một màu tóc cho bạn. Đợi chút xíu nha, nó khô tóc mình sẽ làm tiếp màu thứ hai cho bạn. Xí soạn à, bạn thích màu gì nữa nào? Bạn có thích màu nâu không? Mình sẽ nhuộm cho bạn màu nâu hạt dẻ nhé. Hay là màu xanh? Ok, mình sẽ nhuộm cho bạn màu xanh. Màu xanh nhé. Trước khi chuyển sang một màu khác, nhớ là phải rửa cọ nha. Mình sẽ chọn màu xanh cho mái tóc dài của bạn xí soạn. Màu xanh quá tuyệt đẹp luôn. Đẹp quá. Rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Và mình sẽ nhuộm thêm một cọng tóc. Để cho trở nên xanh điệu hơn, chúng ta sẽ chọn một nửa màu hồng. Xí soạn ơi, mình sẽ làm cho bạn tóc một khúc màu xanh, một khúc màu hồng nhé. Rất là xanh điệu đó. Bạn yên tâm đi, với mái tóc này bạn sẽ là người nổi bật nhất ở trong cái buổi tiệc hôm đó. Ủa, baby ơi, thì còn tóc của mình thì sao? À, bạn Huy à, tóc bạn cũng nổi bật không kém đâu. À, rồi. Ok, bên này mình sẽ cho phía trên này một chút xíu màu xanh. Màu xanh. Wow, đẹp quá. Đẹp lắm xí soạn ơi. Bạn đã không nhầm khi bước chân vào salon của mình đâu. Rồi, ta-da. Đã xong rồi đây. Với mái tóc này mình sẽ cài cho bạn một chiếc cài màu tím lên nè. Đó, sẽ lộ ra hai cái sợi tóc khác màu này của bạn. Quá tuyệt đẹp xí soạn ơi. Mình đã nhuộm cái màu tóc này đúng với cái tên gọi của bạn luôn đó, rất là xí soạn. Để mình xem thử, mình sẽ cột tóc cho bạn nhé. Bạn hãy thử ngắm mình trong gương xem có ưng ý với bộ tóc mình làm cho bạn không. Baby à, rất là xinh đẹp và rất là ưng ý. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn hai vị khách bất ngờ đã xuất hiện trong tiệm tóc Baby ngày hôm nay. Hy vọng là mình đã làm các bạn hài lòng. Mình hài lòng lắm, mình rất thích. Cảm ơn bạn nha Baby. Cảm ơn bạn. Mình rất là vui vì các bạn thích. Các bạn ơi,
hãy nhanh chân đến tiệm tóc của Baby để Baby có thể làm cho các bạn những kiểu tóc đẹp nhất, lạ nhất và độc nhất nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì mời quý khách ngồi. Đầu tiên, Baby sẽ gội đầu cho bạn Hoa nhé. Mình sẽ gội đầu cho bạn nè. Bạn muốn dùng dầu gội đầu nào? Bạn cứ dùng cho mình loại dầu gội tốt nhất á. Được rồi. Quý khách thấy có hài lòng về phục vụ của tôi không? Thích lắm Baby ạ. À.